đây là cái nồi nơi chủ xe muốn làm cái nồi lên nồi năm là so cái nồi dương thì là nó không có bắt đó, chủ xe muốn lên nồi dương này nó cũng rình, nó cũng như là muốn mòn lắm luôn, cháy cũng hơi sạch mà đỏ luôn, nó bây giờ nó không siêu à, nó không có bắt, nó về chủ xe làm lên năm là so cho nó bắt nha anh em. Xe này là đi 9.000 cây, 9.500 cây. Sau khi chiếc winner thì mình làm lại nó hết giọng mà nó bị rơ nhiều quá, nhìn nó rơ quá nó hơi giọng nhẹ. Với lại lên cái nồi lâm nồi so các bạn mình nó giống như là Uma vậy đó, CTR cái này luôn. Thì cái nồi viên nó thì nó bắt, nó không bắt lắm, chạy nó hơi la 1-2 rồi nó không có dở đầu. Em chủ xe em mới kêu là làm nó cho mạnh cho cái bài bên em đi, mình nhận mình làm. Bố cái muối nó dày dài hơn, mình thấy ha, khác biệt. Nó sắc không, sắc này nó cũng hơi bị cháy cháy nhẹ, nóng. Thì năm là so được chơi luôn hết, tương bậu. Canh theo bài của mình đó, bố rồi nó bắt hơn. Làm xong mình test clip cho anh em xem nó bốc của nó. Làm đầu 20-10 và đi vô hẹp. Còn test cái winner lên nồi 5 lò xo cho anh em. Số nhẹ nhàng ha. Nồi không giọng luôn nha. Test đầu bốc với cho anh em coi ha. Chủ xe này thử lên mẫu. Xe bao nhiêu luôn. Rồi em lấy nha. Rồi, cảm ơn em xem clip nha. Rồi nó mà so tua xa bền. Bốc. Bao anh em luôn. Lại phải nước cái nhiệt xịn đó, cái nước diện nó màu xanh. Tay nó có Egypt Henny. Nó màu tím sen á, nó giải nhiệt tốt hơn mát hơn. Rồi, hai lọc đầu năm của mình em thích nè. À, lắc cho 50 lên bô đầu tiên. Corot nồi vô lọc gió này tại gấp quá, dài bữa làm full bô xăng lửa luôn. 300 kiểu máy và pin nồi xăm lọc xo. Xe nào? Về cho 50 gấu quá, quá đẹp.